Chào mừng quý khách hàng và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Đạt. Hai bên hông Đạt đây là hai chiếc Camry 2019 vừa về mới đại lý, vẫn còn nóng hổi. Thì thay vì là ba phiên bản 2.0e, 2.5g và 2.5q như trước đây, thì hiện tại bây giờ Camry chỉ còn phân phối hai phiên bản thôi nhé các bạn. Phiên bản 2.0g ít option hơn, động cơ nhỏ hơn, và đi kèm với đó thì giá tiền cũng sẽ thấp hơn. Và phiên bản 2.5q ở bên này thì động cơ lớn hơn và sẽ nhiều option hơn. Và ngày hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết cụ thể 2.5q có gì và 2.0g tiết kiệm option gì nhé các bạn. Xin mời các bạn cùng đi theo Đạt nhé. Thế thì về phần thiết kế ngoại thất, cả hai mẫu 2.0G và Camry 2.5Q này hoàn toàn giống nhau về thiết kế cũng như là về kích thước nha các bạn. Tuy nhiên thì có những cái điểm khác biệt như sau này các bạn. Thứ nhất là ở cái phần đèn phía trước này, cả hai đều được sử dụng là công nghệ đèn LED. Tuy nhiên các bạn có thể thấy ở đây thì cái phần LED định vị ở đây, trên phiên bản 2.5Q thì mới có cái phần đèn LED định vị chữ L ở đây nha các bạn. Và mình sẽ sang cái mẫu 2.0G đây các bạn thấy. Thì ở đây thì vẫn có dải đèn LED ban ngày. Tuy nhiên thì cái phần phía trong này, thay vì cái phần đèn LED L như lúc nãy mình thấy trên cái xe 2.5Q á, thì bây giờ 2.0G á, thì bên trong nó là phần đèn báo rẽ các bạn. Mình thấy cái bóng xi nhan phía trong. Và cái phần đèn sương mù phía dưới này, đèn gầm này, thì hai xe đều giống nhau, đều là đèn LED hết các bạn nhé. Về phần thiết kế lưới tản nhiệt, những cái đường dập nổi thì hoàn toàn giống nhau. Và ở đây các bạn, đây hai bộ vành hoàn toàn khác nhau nhé các bạn. Xe 2.5Q thì có cái mâm lớn hơn, bự hơn, được phay CNC ở đây, có kích thước 18 inch. Và bên này xe 2.0G thì có cái bộ vành nó nhỏ hơn 1 inch ở đây này, R17. Và cái mâm này thì nó không được phay CNC và nó cũng là mâm đa chấu. Tuy nhiên thì chắc chắn rồi, theo đánh giá của Đạt thì cái mâm 2.5Q sẽ đẹp hơn. Rồi mình sẽ tiếp tục đi ra phía đằng sau xe nhé các bạn. Rồi mời bạn. Ở bên hông thì tay nắm cửa mạc chrome, những cái đường dập nổi ở đây các bạn, những cái đường viền chạy ở đây nè, đều giống nhau hết, không có gì khác hết. Đây Đạt sẽ thử mở cửa xem thử. Tiếng đóng cửa vẫn chắc, cũng không có nhiều điểm gì khác biệt hết đấy các bạn. Mình sẽ tiếp tục đi qua phía đằng sau nha các bạn. Các bạn có thể thấy nè, phần phía sau xe thì Đạt đã có một cái clip review ở phía trước cụ thể cái mẫu 2.5Q rồi. Thì về phần thiết kế đèn xe này, dòng chữ Camry trên thanh đẹp ngang, không còn được mạc chrome nữa. Dòng chữ Camry thì mới mạc chrome thôi. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy thì cả hai phiên bản này đều có 1, 2, 3, 4 cảm biến lùi hết. Tuy nhiên thì ở cái phần này nè các bạn, trên phiên bản 2.0G ấy, thì cái phần đèn xi nhan hay là đèn ưu tiên ở đây này, nó không được sử dụng công nghệ full LED. Cái dải này định vị này vẫn là đèn LED. Đèn báo phanh ở phía sau thì cũng không phải đèn LED luôn. Tuy nhiên thì khi các bạn sang cái mẫu 2.5Q này, hoàn toàn là LED hết. Đó, những cái dải LED này này, cái phần đèn báo lùi này, những cái này nó sẽ là một cái liền mạch hết, từ trước ra đằng sau. Cho nên là khi mà đi từ phía đằng sau á, nếu các bạn tinh ý, các bạn nhìn này, cái phần đèn ở phía sau xe 2.5Q á, nó sẽ liền lạc hơn, nó sẽ liền lạc hơn và nó sẽ không bị dứt quãng như cái xe 2.0G đó. Thì cái này nó sẽ là một cái dải liền lạc luôn các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi vào phần nội thất để xem thử nó còn những cái gì nó khác biệt nữa nhé các bạn. Tiếp theo bây giờ mình sẽ nghiên cứu cái phần nội thất giữa cái 2.5Q và 2.0G tiếp tục khác nhau gì nữa nhé các bạn. Về phần ghế da này, kiểu dáng ghế thì là thấy là hoàn toàn giống nhau rồi đấy. Các bạn để ý nè, ở cái phần tay nắm cửa ở đây thì mình sẽ có 4 cửa tự động hết. Rồi, ở đây mình sẽ không có phần nhớ vị trí như xe 2.5Q nha các bạn. Đó, cái phần gập gương thì mọi thứ đều để ở trên này hết rồi. Rồi, tiếp theo nữa này, vô lăng. Vô lăng này thì là bọc da.
À, tiếp theo thì ngoài về cái phần ghế nhớ này, vị trí nhớ này, thì ở cái phần vô lăng này có rất là nhiều cái điểm khác biệt nha các bạn. Mình sẽ đi từ từ nha. Thứ nhất là ở cái phần bên phía tay phải này, các bạn sẽ không thấy cái phần hệ thống cruise control như trên xe 2.5Q nha các bạn. Tức là xe này không có ga tự động luôn. Và ở phía dưới này mình vẫn không có lệ chuyển số ở đây, không có lệ chuyển số trên vô lăng. Và cái vô lăng này á, thì vẫn là chỉnh bốn hướng, tuy nhiên là chỉnh cơ, cho nên mình sẽ có cái công tắc ở đây nè. Đó, kéo ra, lên xuống, đó, thò ra thụt vào. Và cái phần nhựa này nè, cái thanh gạt này nè, bây giờ nó làm rất là to ha, cũng rất là dễ thao tác. Đó, không có lệ chuyển số trên vô lăng. Và tiếp theo nữa các bạn để ý nè, ở phía trong cái phần màn hình hiển thị đa thông tin này, thì cái màn hình này nó nhỏ hơn và nó không có được tràn viền, không được to, cho nên cái sự hiển thị thông tin ở đây thì nó cũng không được nhiều như là trên phiên bản 2.5Q. Và kế bên này thì mình cũng có cái phần màn hình trung tâm, màn hình DVD. Tuy nhiên thì cái màn hình này nó sẽ nhỏ hơn, nó vẫn tích hợp được Bluetooth rồi AM FM. Đó, tuy nhiên thì lại không có tích hợp được màn hình dẫn đường. Và cái âm thanh này thì vẫn là âm thanh thường thôi, không phải là âm thanh JBL. Đó, nó sẽ được tích hợp là 6 loa. Ở phía dưới này thì mình có điều hòa tự động. Tuy nhiên thì điều hòa này là hai vùng ha. Cho nên ở chỗ đây nó là chữ Dual VV các bạn ha. Còn cái phần bề tựa tay ở đây nè, các bạn có thể thấy thì thay vì được bọc giả gỗ sần sần như phiên bản 2.5Q thì ở đây thì nó lại được sơn màu đen. Đó, có hai cái phần đựng cốc ở đây. Vẫn được có phanh tay điện tử nha các bạn. Vẫn có chế độ giữ phanh. Tuy nhiên ở đây thì không có ba chế độ lái như phiên bản 2.5Q. Ở đây mình có như nào? Ở đây mình có ngăn để đồ. Và tất nhiên rồi, trên phiên bản này thì không có sạc không dây thông minh QI. Đó. Và những cái phần ở đây này nó vẫn được giả da rờ rất là êm. Đó. Cũng có một cái điểm mới luôn, rất là đáng khen, là trên phiên bản này, mặc dù là phiên bản Eruption, tuy nhiên thì gương vẫn là gương chống chóa tự động. Và tất nhiên rồi, sẽ không có cửa sổ trời, không có sunroof nhé các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi về phía đằng sau xe nhé các bạn nhé. Rồi, ok các bạn, thì như Đạt đã chia sẻ trong cái clip trước rồi nè, cái dầm bước ra bước vô của chiếc Camry này nó sẽ cao hơn so với thế hệ trước, thì cái khung gầm chắc chắn nó sẽ cứng vững hơn. Thậm chí ngay chỗ cái G chính giữa này, cái dầm ở đây nó cũng cao hơn so với thế hệ trước rất là nhiều. Thì Camry sẽ được trang bị cửa gió điều hòa. Tuy nhiên thì cửa gió này sẽ không được ốp gỗ. Ở dưới đây mình có như nào? Hai cổng sạc USB luôn nha các bạn. 2.1 A. Đây mình vẫn có bề tựa tay. Tuy nhiên thì bề tựa tay này thì là bề tựa tay cố định và sẽ không được trang bị cái phần ngã lưng ghế cũng như điều khiển các cái hệ thống âm thanh ở phía trước. Nhưng mà không sao, theo Đạt thì như đây là đủ rồi, ngồi vẫn rất là thoải mái các bạn ha. Vậy thì tất nhiên rồi, tiền nào của đấy, nếu cho phép mình được chọn thì tất nhiên mình sẽ chọn phiên bản 2.5Q. Tuy nhiên thì với cái mức độ chênh lệch giá khá nhiều như thế này thì các bạn sẽ chọn cái phiên bản nào? Hãy chia sẻ và comment phía dưới cho Đạt biết nhé. Anh em mình cùng thảo luận các bạn ha. Rồi. Một cái điểm khác biệt rất là lớn nữa, đó chính là về động cơ. Thì xe 2.5Q thì tất nhiên rồi, động cơ được trang bị là động cơ 2.5. Thì động cơ lớn, hao xăng hơn. Và tuy nhiên thì cảm giác lái sẽ sướng hơn. Thì Đạt sẽ để cái phần công suất máy ở dưới này các bạn theo dõi nhé. Rồi tiếp theo thì xe 2.0G. Ở đây các bạn, xe 2.0G ở đây thì được trang bị cái động cơ vẫn là 2.0. Tuy nhiên thì cái động cơ này thì cũng giống như thế hệ trước thôi. Nó được trang bị là động cơ phun xăng trực tiếp và van biến thiên kép mở rộng. Có nghĩa là xét về công nghệ thì cái động cơ 2.0 này nó lại hơn cái động cơ 2.5Q một bậc. Thì Đạt sẽ để các bạn so sánh thông số ở dưới này cho các bạn theo dõi nhé. Ok các bạn, thì vừa rồi là những cái chia sẻ của Đạt về cái sự giống nhau và khác nhau giữa phiên bản Camry 2.5Q và Camry 2.0G.
tất cả đều là model mẫu mới 2019 mới, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì thông tin chi tiết về việc đặt hàng kèm theo các cái chương trình hậu mãi, xin mời quý khách hàng và các bạn liên hệ trực tiếp theo số 0937 776 556 nhé các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ấn nút like và subscribe kênh YouTube để ủng hộ cho ekip của Đạt nhé. Đạt xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.